Vâng, xin mời chào anh em nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em hai chiếc Sipo. Hai con này thuộc cái dòng si bụi anh em nhé. Giá tiền thì khác nhau, một con là phổ thông, một con là Amor anh em nhé. Trước tiên thì cái đầu tiên là nó là cái Sipo Amor anh em nhé, Amor Capsi. Thì nó là một cây si bụi, nó đánh cho làm cái sản phẩm cho nhìn nó bụi bụi này. Anh em nhìn thấy tưởng cũ nhưng mà thực chất là nó là đang mới anh em nhé, mới nguyên. Còn cái sản phẩm tiếp theo và cũng là một sản phẩm bụi anh em nhé, cũng họa tiết hoa văn họ làm cũng bụi bụi như thế, và nó chỉ có khác một cái là con này phổ thông còn con này là Amor thôi anh em nhé. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cái đầu tiên đấy. Cái đầu tiên này thì mẫu này số mình đã bán từ rất là lâu rồi anh em nhé, từ bắt đầu từ cái năm 2017 khi nào mình bắt đầu bán Sipo thì mẫu này mình đã nhập về và bán từ lúc đấy đến bây giờ anh em nhé, trải qua 17, 18 cho đến 24 cái mẫu này vẫn còn đây. Cái sản phẩm này nó ra đời cũng từ rất lâu rồi. Nó ra đời chắc cũng phải cả hàng chục năm rồi anh em nhé. Ý mình là cái chủ đề này này, chứ không phải là cây Sipo này anh em nhé, mà cái chủ đề si bụi này nó ra đời rất là lâu rồi. Ok, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em. Cây này thì shop mình sẽ ship COD anh em nhé, tức là khi mà anh em nhận hàng anh em sẽ được kiểm tra hàng trước đúng hàng rồi anh em mới nhận và thanh toán tiền sau thôi anh em nhé, thì là anh em rất là yên tâm. Và cái sản phẩm này thì shop mình bán cũng rất là chạy anh em nhé, thi thoảng là vẫn có đơn đã chạy từ ngày xưa đến bây giờ. Và cái sản phẩm này thì đây mình cho anh em xem, chất liệu nó bằng đồng, sau rồi khi làm sản xuất ra thì người ta sẽ làm thêm một cái lớp màu vàng như thế này đây, cái lớp màu vàng xong rồi người ta sẽ tạo lớp bụi. Cảm giác như nó thế là những cái hạt cát nó bắn vào anh em nhé, làm cho bụi. Và những cái hoa văn này là không có cái nào giống cái nào cả, nó là ngẫu nhiên anh em nhé. Mục đích họ làm như thế này để cho trong quá trình sử dụng ấy, nếu mà chẳng may nó có sức thêm một cái nhẹ nhẹ nữa thì người dùng họ vẫn không thể phát hiện được anh em nhé. Đó là đặc tính của sản phẩm, đó là như thế. Còn nếu như cây này anh em mua về xong rồi anh em mài ra, lấy cana anh em đánh ra, đánh bóng ra, đánh lâu vào thì cái này nó sẽ thành màu vàng đồng anh em nhé. Và nó sẽ vàng, màu vàng như thế này này, và nó trơn lên. Về cái sản phẩm này thì nó kín khít, bản lề thì có 5 chấu anh em nhé, bản lề 5 chấu đều tròn và kín. Với cá nhân mình thì cái này anh em mua để sử dụng thì rất là ok, rất là bền anh em nhé, cực kỳ bền luôn. Về cá nhân mình thì mình cũng rất là thích cái này bởi vì cái độ bền của nó và cái độ đơn giản anh em nhé. Về cái mộc đáy thì nó là mộc đáy lồi, được sản xuất năm 22 và hàng Amor thì chắc chắn là chỉ có mộc đáy lồi thôi anh em nhé. Cái kim là chữ A đây, nét chữ rất là rõ ràng và sắc nét. Như thế. Về mặt sau của sản phẩm thì nó cũng trơn như mặt trước anh em nhé, không có họa tiết hoa văn gì cả, nên là mình sẽ cua nhanh anh em nhé. Nó như thế. Còn về âm thanh sản phẩm thì mình sẽ test luôn cho anh em nghe. Để âm thanh sản phẩm đấy anh em nhé. Về cái âm thanh thì nó sẽ không, mình sẽ không hứa với anh em là nó như thế nào, nó hay hay là nó không hay anh em nhé. Còn cái dòng Amor thì nó dày hơn một chút nên là âm nó sẽ thường là sẽ không vang bằng cái dòng vỏ mỏng. Còn về cái độ bền thì Amor nó sẽ bền hơn cái dòng phổ thông anh em nhé. Ít nhất là ở cái vấn đề mà khi anh em làm rơi làm rớt ấy, thì nếu như anh em dùng những con Sipo phổ thông ấy, thì nó có thể bị cấn anh em nhé, cấn móp. Còn cái Amor thì nếu mà làm rơi ở độ cao vừa phải thôi, rơi như thế này, này thì nó không bị cấn móp. Amor cái từ tiếng Anh dịch ra có nghĩa là áo giáp anh em nhé, tức là nó làm để bảo vệ cho cái cây Sipo đấy. Về cái này thì được sản xuất trùng năm 22, chữ cái thì thường lệch nhau mấy khác không quan trọng. Ruột có màu vàng, cổ đã cao bằng đồng và bánh xe cắt xe. Cái ruột này và cái ruột cây tiếp theo mình giới thiệu cho anh em là nó như nhau anh em nhé, nó cùng màu vàng. Chính vì vậy là mình sẽ giới thiệu cái này, còn cái cây sau thì mình sẽ giới thiệu nhanh qua cái ruột thôi. Ruột này thì shop mình sẽ bảo hành cái lưới gà anh em nhé, nên là anh em yên tâm. Còn bán lề thì mình sẽ bảo hành, nếu mà bong mối hàn này thì ca lô cho shop nhé, shop mình sẽ xử lý miễn phí cho anh em, miễn phí công và không giới hạn số lần bảo hành anh em nhé, nên là anh em yên tâm. Cái này có mã số là ZA01, tên sản phẩm là Sipo Amor si bụi anh em nhé. Hiện tại cái cây này thì shop mình vẫn đang sale, giá chỉ có 790.000 thôi anh em nhé, 790.000. Anh em muốn lấy thì nhanh tay alo cho shop nhé. Vâng, cây tiếp theo là một cây Sipo
cũng có tên là si bụi anh em nhé, nhưng nó là hàng phổ thông, không phải là Amon. Cây này cũng rất là bền, về cái độ bền thì nó cũng tương tự nhau anh em nhé. Mỗi cây thì nó có độ bền khác nhau đấy, nhưng mà nó cũng xem nhau thôi, nó không chênh lệch quá nhiều. Chỉ ví dụ như cây Amon thì anh em đánh rơi thì nó có thể là nó sẽ không cắn mốc, còn cái cây mà có tiêu chuẩn thì đánh rơi mà hơi cao cao một chút làm sẽ mốc anh em nhé. Còn nếu như anh em làm không làm rơi làm rớt gì ấy, thì nó sẽ bền như nhau. Thậm chí cây vỏ này này, vỏ tiêu chuẩn này nó còn bền hơn một chút ở cái độ bản lề này. Nếu như cái bản lề của cây Amo là anh em dùng nhiều thì dùng lâu nó sẽ hơi dơ ra một chút, còn cái dòng này thì nó sẽ ít bị dơ hơn anh em nhé. Lý do là cái nắp của phần cây Amo nó nặng hơn thì dùng nhiều thì nó dơ nhiều hơn anh em nhé. Về cái phần mặt trước đây, mặt trước anh em nhé, về mặt sau thì nó cũng tương tự như cây kia thôi. Còn các cạnh bên này rất là kín khít. Bản lề thì 5 chấu đều tròn kín. Mộc đáy của sản phẩm là mộc đáy lõm anh em nhé, mộc đáy lõm, nét chữ rất là rõ ràng và được sản xuất vào năm 22. Cây này thì xốp mình cũng bảo hành trọn đời nên là anh em yên tâm sử dụng. Trong quá trình sử dụng nếu mà có hỏng hóc thì cứ alo cho xốp thôi. Để âm thanh sản phẩm đấy anh em nhé. Cái dòng của nó mỏng hơn so với dòng Amo anh em nhé, nhờ âm nó cũng khá là hay. Hiện tại thì cái mẫu này thì mình nhập trước đây mình nhập mấy cây anh em nhé, rồi hiện tại cũng chỉ còn có cây này thôi. Rồi và bó cây này có trùng 522 này, mình cũng còn duy nhất một cây này thôi. Nếu mà anh em muốn lấy thì số mình sẽ nhập thêm, chứ còn mình sẽ không nhập thêm nữa anh em nhé. Rồi có màu vàng nhạt, cổ đã cao bằng đồng và bánh xe cắt xéo. Ok, anh em nào muốn lấy cái này thì nhanh tay alo cho xuất. Mã số sản phẩm là ZPT55 anh em nhé, ZPT55. Cây bật lửa si bụi. Và giá cây này thì xuất sale cho anh em chơi chỉ còn 720.000 anh em nhé, 720.000. Hai cây này thì với cá nhân mình thì mình sẽ thích cây Amo hơn. Còn anh em thích cây nào thì anh em có thể bình luận dưới cho xuất nhé. Vâng, anh em xem video cho xuất xin đăng ký kênh và một like nhé. Mình chào tạm biệt ạ.